vẫn là tình hình giao tranh ác liệt tại mặt trận miền đông Ukraine. Quân đội Nga ồ ạt tấn công từ mọi hướng, phá tan hai hệ thống pháo của Kiev. Trong khi đó, các tỉnh miền Nam cũng đỏ lửa không kém, Ukraine giao chiến và triệt hạ những vũ khí lợi hại của Nga. Ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đình chỉ hiệp ước hạt nhân với Mỹ. Liệu động thái này sẽ gây ra những tác động gì đến an ninh toàn cầu? Chính quyền Kiev hé lộ thời điểm phản công Moscow với siêu vũ khí của đồng minh trong khi quan hệ Nga-Trung ngày càng thắt chặt cùng lời hứa hẹn làm trung gian hòa bình của Bắc Kinh, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố không nhận được bất kỳ đề xuất hòa bình nào. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang trở lại chương trình Toàn cảnh Chiến sự Đông Âu ngày 23 tháng 2. Thưa quý vị, chỉ còn một ngày nữa thì cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chạm cột mốc một năm. Hiện nay thì diễn biến giao tranh vẫn hết sức khốc liệt và không ngừng leo thang ở khu vực tiền tuyến. Tại Donetsk, một trong hai tỉnh thuộc vùng Donbass của miền đông Ukraine, các lực lượng Nga đang tiến công theo mọi hướng dọc các mặt trận. Thông tin được hãng thông tấn TASS trích dẫn lời của ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng DPR. Ông Pushilin cho biết hôm 21 tháng 12, tình hình rất khó khăn nhưng quân đội Nga vẫn đang đẩy mạnh các đợt tấn công ở tất cả các hướng. Ông Jankan cố vấn của lãnh đạo DPA trước đó nói với TASS rằng những cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp tục diễn ra tại các địa điểm nóng như Bakhmut và Fulida. Cùng ngày, thì người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, ông Inos Kanasenko cho biết trong ngày qua thì lực lượng của họ đã phá hủy hai hệ thống HIMARS và một kho đạn dược của Ukraine gần với lại Kramantos thuộc Donetsk. Cũng theo vị quan chức, với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu, súng phun lửa và pháo, quân đội Nga còn khiến cho Ukraine tổng thất 170 binh lính ở Donetsk trong 24 giờ qua. Hiện phía Kiev chưa phản hồi về thông tin mà Nga đưa ra. Liên quan đến tình hình các tỉnh chiến tuyến ở miền nam Ukraine, các quan chức địa phương báo cáo, ngay trong ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc bài diễn văn thường niên, quân đội Moscow đã không kích vào thành phố Kherson, miền nam của Ukraine, ít nhất thì một tên lửa đã lao xuống một khu phố sầm uất khiến 6 người dân thiệt mạng. Quân đội Ukraine cho biết Nga đã nã thêm khoảng 20 quả đạn pháo vào Kherson. Chính quyền thành phố Kherson cho hay 12 người khác đã bị thương sau vụ tấn công. Một phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường thuật lại rằng cảnh tượng sau khi tên lửa rơi xuống rất kinh hoàng và một trạm xe buýt đã bị phá hủy. Theo chính quyền thành phố, thì dãy cửa hàng phía sau bến xe buýt đã bị phá hủy nặng nề. Các dây điện và cửa sổ đã đổ vỡ. Quân đội Moscow đã tấn công Kherson bằng nhiều bệ phóng tên lửa. Trong khi đó, ở nước Nga, ông Putin đang khẳng định phương Tây mới là kẻ xâm lược Ukraine. Hiện phía Nga vẫn chưa phản hồi những vụ tấn công ở Kherson vừa qua. Theo Reuters, chính quyền Moscow đã nhiều lần phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào chân thường trong hoạt động quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, thì nhiều thành phố và làng mạc ở Ukraine đã bị tàn phá bởi tên lửa và đạn pháo của Nga, đồng thời nhiều người Ukraine đã thiệt mạng. Quân đội Kiev đã giải phóng được thành phố Kherson vào ngày 8 tháng 11 năm 2022. Dù đã rút quân, nhưng các lực lượng Nga vẫn thường xuyên không kích vào nơi này và những khu vực xung quanh. Tiếp vào đó thì quân đội Ukraine ngày 21 tháng 2 cho biết Nga vừa mất 3 máy bay không người lái Lancet rất quan trọng, vốn dùng để bảo vệ các phòng tuyến trước cuộc phản công của Kiev. Theo tạp chí Newsweek tổng tham mưu trưởng của quân đội Ukraine sáng 21 tháng 2 cho biết, phía Kiev đã bắn hạ 3 máy bay không người lái UAV của Nga. Chúng là UAV Zala Lancet, vừa có chức năng giám sát vừa có thể dùng để tập kích. Không quân Ukraine khẳng định đã tiến hành 16 lần oanh kích trong ngày 20 tháng 2. Kết quả loại bỏ được một tên lửa phòng không, 3 UAV Lancet, một pháo phản lực bắn loạt và hai vị trí đặt hệ thống phòng không của Nga. Nói về UAV Zala Lancet, đây là thiết bị quân sự do Nga sản xuất và đưa vào biên chế vào năm 2019. Theo trang tin Military Today, thiết bị này có thể bay với vận tốc tối đa là khoảng 300 km h được dùng cho cả mục đích trinh sát và tấn công. Nga vào tháng 7 năm 2022, lần đầu tiên thông báo sử dụng UAV nói trên để tấn công Ukraine. Khi đó, thì Moscow nói nhiều mục tiêu của Kiev đã bị phá hủy, bao gồm các hệ thống phòng không. Theo Newsweek, các blogger quân sự Nga cho biết UAV Lancet có vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ phòng thủ của Moscow ở phòng tuyến trải dài từ Splatov đến Kremina ở miền đông Ukraine. Theo một blogger quân sự, thì Nga đã dùng Lancet để tiến hành nhiệm vụ phản pháo và hủy diệt hàng chục lũ pháo của Ukraine. Kiev từng thông báo bắn hạ một số UAV Lancet. Hồi tháng 12 năm ngoái, lữ đoàn chống khủng bố 121 của Ukraine công bố hình ảnh các mảnh vỡ của hai chiếc Lancet ở miền trung của tỉnh Kirovohrad Tuyên bố của các bên về tình hình giao tranh chưa thể xác thực. Ngược lại, TASS dẫn lời một chính trị gia thân Nga cho biết, mỗi một ngày, Ukraine mất khoảng 15 đơn vị thiết bị quân sự hạng nặng, cùng với khoảng 150 binh sĩ ở tỉnh miền Nam Zaporizhia. Nga nói, phía Kiev đang chịu tổn thất quân sự không thể nào bù đắp được. Tuyên bố đưa ra khi gần tròn một năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt để phi quân sự hóa và phi phát sinh hóa nước hàng xóm, Kiev nói rằng đó chỉ là cái cớ để tấn công phi pháp. Mới đây, thì ông Vladimir Rakov, chính trị gia thân Nga khẳng định rằng ở khu vực Saborizia không có thay đổi quá lớn, nhưng ngày nào kẻ địch cũng bị đẩy lùi. Chúng mất khoảng 15 đơn vị vũ khí hạng nặng. Ít nhất một pháo phản lực bắn loạt MLRS bị phá hủy mỗi ngày. Đó có thể là một pháo RAS, Uragan Oka hay là Himas. Nói về binh lực, thông thường có khoảng 150 binh lính Ukraine tử trận và Kiev không thể nào tái bổ sung lực lượng, ông Ragov nói thêm. Hãng thông tấn TASS dẫn lời của ông Ragov khẳng định, lực lượng Nga ra sức bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia khỏi các cuộc pháo kích của Ukraine. Phía Kiev chưa bình luận về các thông tin trên. Trước đó, Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau đã tấn công bừa bãi xung quanh nhà máy điện hạt nhân, làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc đã cố gắng thiết lập vùng an toàn xung quanh nhà máy nhưng chưa thành công. Ở một diễn biến khác, mới đây thì tiến sĩ Heather Williams, giám đốc dự án hạt nhân và là thành viên cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, đã cho rằng việc Tổng thống Vladimir Putin đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân sẽ đa dọa đến các kênh đối thoại song phương giữa Mỹ và Nga, đồng thời sẽ khiến cho hoạt động kiểm soát vũ khí và giải trừ hạt nhân rơi vào tình thế hiểm nguy. Trong buổi phát biểu thường niên hôm 21 tháng 2, ông Putin đã cáo buộc Mỹ biến cuộc chiến ở Ukraine thành xung đột toàn cầu. Vì vậy, Nga sẽ đình chỉ hiệp ước New Start, đây cũng là hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn cuối cùng giữa Moscow và Washington. Bà Williams khẳng định rằng sự kết thúc của New Start không chỉ làm mất đi khả năng kiểm soát vũ khí mà còn phá bỏ kênh liên lạc cần thiết giữa Nga và Mỹ. Điều này thực sự rủi ro trong trường hợp có nguy cơ bùng nổ xung đột hạt nhân ông Putin đang làm gia tăng các mối đe dọa hạt nhân. Năm 2010, cựu tổng thống Barack Obama và người đồng cấp Nga khi đó là ông Dmitry Medvedev đã ký tham gia hiệp ước nhằm chế hạn số lượng đầu đạn hạt nhân mà các nước có thể sở hữu. Năm 2026 sẽ là thời điểm hiệp ước New START hết hạn và các quốc gia có thể kiểm tra kho vũ khí hạt nhân của nước còn lại trong bài diễn văn thì ông putin nhấn mạnh rằng nga đình chỉ chứ không chấm dứt tham gia hiệp ước theo như bà quilliam việc ông putin đình chỉ new start sẽ khiến cho quá trình kiểm tra kho vũ khí hạt nhân của nga trở nên rất khó khăn bà nói chúng ta đang mất đi cách để kiểm tra sự minh bạch trong kho vũ khí hạt nhân của nga trong khi ông putin ngày càng đề cập đến vũ khí này đình chỉ hiệp ước mới chỉ là động thái đầu tiên Tình hình sẽ phụ thuộc vào cuộc chiến ở Ukraine. Xin Chúa đừng để vũ khí hạt nhân được sử dụng ở đó. Theo Reuters, hiện nga và mỹ cùng nắm giữ 90% số đầu đạn hạt nhân trên thế giới. Châu Âu, mỹ và ukraine đã nhiều lần cáo buộc tổng thống putin sử dụng chiêu bài hạt nhân để đe dọa trong suốt gần một năm diễn ra cuộc chiến ở ukraine. Sau tuyên bố của nga, thì ngoại trưởng mỹ ông Anthony Blinken cho biết. Washington vẫn sẵn sàng thảo luận với Moscow về vấn đề hạn chế vũ khí chiến lược bất cứ lúc nào, TASS cho biết hôm 21 tháng 2. Cụ thể, ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng đối thoại với Nga về vấn đề hạn chế vũ khí chiến lược vào bất cứ lúc nào, bất kể chuyện gì đang xảy ra trên thế giới hay trong quan hệ giữa hai nước. Vị ngoại trưởng nói thêm rằng, thông báo của Nga về việc đình chỉ tham gia hiệp ước New START là vô cùng đáng tiếc. Washington chỉ trích đây là quyết định vô trách nhiệm và khẳng định nước này sẽ quan sát kỹ xem Nga thực sự muốn làm gì. Hoa Kỳ cũng cam kết đảm bảo an toàn cho đất nước mình và các đồng minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang hôm 21 tháng 2 nói rằng đại đa số người Nga có lập trường ủng hộ vững chắc đối với các hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Nhà lãnh đạo nói, tôi tự hào và tin rằng phần lớn công dân của đất nước chúng ta ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt, hiểu được ý nghĩa những gì mà chúng ta đang làm trong nỗ lực bảo vệ Donbass. Tôi xin cảm ơn người dân Nga vì lòng quyết tâm giữ vững niềm tin của các bạn. Ngoài ra, thì Tổng thống Putin còn bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng vũ trang Nga, những người đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tôi cảm ơn các anh hùng của chúng ta, những quân nhân, sĩ quan lực lượng hải quân, lục quân, vệ binh quốc gia Nga và toàn thể những cá nhân phục vụ chiến tranh quân sự mà tôi không thể nêu tên từng người hôm nay. Cũng trong bài phát biểu theo ông Putin ca ngợi sự đóng góp của các tình nguyện viên, nhà báo, đặc biệt là các phóng viên chiến trường vì bất chấp nguy hiểm để thực hiện sứ mệnh truyền tải sự thật đến thế giới. Hôm 24 tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Putin đã tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đáp lại yêu cầu hỗ trợ của chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Đến tháng 9 cùng năm, thì Moscow đã tuyên bố sát nhập hai khu vực này cùng với hai vùng lãnh thổ khác của Ukraine là Kherson và Zaporizhia vào Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý mà Kiev và phương Tây đều không công nhận. Một quan chức cấp cao Ukraine vào đầu tuần này đã nói với Newsweek, Nga đã bắt đầu cuộc đại chiến mùa xuân. Tuy nhiên, Kiev cũng luôn nung nấu chiến dịch phản công và đang chờ đợi thời cơ chính mùi. Đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vadim ngày 15 tháng 2 đã nói rằng các nước NATO đang huấn luyện binh sĩ Ukraine ở châu Âu nhằm giúp cho Kiev chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch phản công. Các quân nhân phương Tây hướng dẫn chiến binh của Kiev các kỹ năng có thể dùng để chống lại Nga. Mới đây, thì trong cuộc phỏng vấn với Newsweek, ông Anton Greskenko, cố vấn cho Bộ Nội vụ Ukraine khẳng định Nga đã bắt đầu cuộc đại chiến mùa xuân. Ông nói rằng, đợt tiến công lớn của Nga đang diễn ra, họ tấn công Ukraine ở mọi phòng tuyến với cường độ gia tăng rõ rệt. Quan chức nói thêm, Ukraine đang chờ phương Tây chuyển giao vũ khí cần thiết để tiến hành phản công. Cả Mỹ và Đức ngày 25 tháng 1 thông báo cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Vương quốc Anh cũng có kế hoạch tương tự. Ngoài ra, thì đăng Mạch, Đức và Hà Lan nhất trí gửi cho Ukraine 178 xe tăng Leopard 1A5, là biến thể cũ hơn của xe tăng Leopard, được sản xuất hàng loạt trong chiến tranh lạnh và hiện giờ không sử dụng. Tổng cộng Kiev mong đợi nhận được 320 xe tăng phương Tây, tuy nhiên tờ Times of London ngày 19 tháng 2 hé lộ, chưa tới 50 xe tăng sẽ đến kịp các phòng tuyến của Ukraine vào đầu tháng 4. Bên cạnh xe tăng thì vào tháng trước, Mỹ, Pháp và Đức cũng đã cam kết gửi nhiều xe bọc thép chiến đấu cho Ukraine, bao gồm các loại xe như là Bradley, AMX-10 RC và Mazda. Đức và Mỹ thông báo sẽ cung cấp hệ thống phòng không Patriot do Mỹ chế tạo cho Kiev. Hiện binh sĩ Ukraine đang học cách sử dụng khí tài này tại Mỹ. Ngoài ra, thì ông Karashenko nói rằng đất nước cần hàng trăm nghìn UAV tấn công để chống lại cuộc tấn công thảm khốc của Nga Đối với chúng tôi thì UAV chính là các siêu vũ khí. Chúng tôi sẽ chiến thắng nhanh hơn và tổn thất ít hơn nếu như được hàng vạn, thậm chí là hàng trăm ngàn UAV trinh sát và tấn công, quan chức ở Kiev khẳng định. Chúng tôi cần tăng cường năng lực tấn công đường không, điều mà Ukraine liên tục thảo luận với các đối tác. Chúng tôi nhiều lần nhấn mạnh, đây là một cuộc đại chiến giữa các UAV, chúng là loại siêu vũ khí, ông Krasenko nói thêm. Ông chỉ ra UAV ít tốn kém hơn xe tăng và cho phép Ukraine có thể tấn công lực lượng nga ở khoảng cách xa, tránh được chiến đấu trực diện, nhờ đó giúp bảo vệ tính mạng của lực lượng phòng thủ. Ngoài ra, thì khi nói về cuộc tấn công lớn của nga trong mùa xuân hè năm nay, thì ông Zelensky cho rằng chúng tôi dự đoán Belarus sẽ không tham gia vào xung đột, nhưng nếu tình huống xấu xảy ra, chúng tôi cũng sẵn sàng phản ứng. Với lãnh đạo quân đội Ukraine nắm bắt được các kế hoạch của địch và đã lên kịch bản phản ứng. Tướng lĩnh Ukraine đang làm việc chặt chẽ với các nước đồng minh để có thể bảo đảm lực lượng vũ trang của chúng tôi sẽ có đủ vũ khí và đạn dược. Quân đội Ukraine sẽ có thể chống đỡ cuộc tấn công của quân đội Nga, ông Tereshenko nhấn mạnh. Phía Moscow chưa đưa ra bình luận về phát biểu của quan chức Ukraine. Trước đó, thì Điện Kremlin đã nhắc đi nhắc lại rằng vũ khí của phương Tây khó thay đổi cục diện trong chiến đấu, nhưng lặng kéo dài xung đột và khiến cho người dân chịu đựng đau khổ hơn. Giữa lúc Trung Quốc tuyên bố sẽ đề xuất kế hoạch hòa bình chấm dứt xung đột ở Ukraine, thì hãng tin Newsweek cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có những động thái có thể xem là dán một đòn mạnh vào sáng kiến này, trong bối cảnh cuộc chiến ở Đông Âu chạm mốc một năm. Theo các nguồn tin, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đọc bài phát biểu hòa bình trước Liên Hợp Quốc vào ngày 24 tháng 2 sắp tới. Trong đó, thì ông Tập sẽ đề cập đến một phần kế hoạch nhằm giúp cho Nga và Ukraine đàm phán. Theo Newsweek, đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang nỗ lực trở thành một bên ngoại giao lớn thứ ba cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, bất chấp mối quan hệ căng thẳng đối với Mỹ. Tuy nhiên, thì kế hoạch của ông Tập Cận Bình dường như không nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Zelensky. Hãng tin Ukraine Prada cho hay, trong một cuộc họp báo diễn ra vào ngày 21 tháng 2, Tổng thống Zelensky gần như bác bỏ bất kỳ kế hoạch hòa bình nào của Trung Quốc. Thay vào đó, thì ông Zelensky chỉ đề cập đến kế hoạch hòa bình của chính quyền Kiev. Đề xuất hòa bình của Ukraine sẽ được bỏ phiếu thông qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 2. Ông Zelensky nói rằng, công thức hòa bình của chúng tôi được nhiều quốc gia ủng hộ và tôi hy vọng nó sẽ được thông qua ở Liên Hợp Quốc. Thế vào đó, thì Ngoại trưởng Ukraine, ông Repto Kuleba tuyên bố đề xuất hòa bình của Tổng thống Zelensky vẫn sẽ là ưu tiên số một. Ông Kuleba cho biết nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã chia sẻ sơ lược cho ông về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine của Bắc Kinh. Hãng tin Bloomberg dự đoán rằng kế hoạch của ông Tập Cận Bình có thể sẽ bao gồm lệnh ngừng bắn và yêu cầu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev Trước đó, tại hội nghị an ninh Munich, ông Vương Nghị đã lưu ý mọi kế hoạch đều phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Cuối năm ngoái, thì Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov cũng đã bác bỏ công thức hòa bình 10 điểm của ông Zelensky. Về phía của Nga, trong một cuộc phỏng vấn với TASS, quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR Leonid Basinik cho biết hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine mang đến cơ hội hòa bình cho vùng đất này. Chia sẻ với TASS, ông Basinik nói, Tôi thậm chí không thể tưởng tượng Ukraine sẽ làm những gì với đất đai của chúng tôi. Hoạt động quân sự đặc biệt của Nga mang đến cho chúng tôi hy vọng đạt được hòa bình lâu dài. Cư dân Cộng hòa Nhân dân Luhansk nhận ra rằng, chúng tôi không đơn độc nhờ có Nga yểm trợ mà chúng tôi có sức mạnh để chiến đấu. Theo ông Basinik, quân đội của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng và nhiều khu vực khác của Nga đang kề vai sát cánh đoàn kết chống chủ nghĩa phát xít tôi không nghi ngờ gì về việc chúng ta sẽ thắng thế và hòa bình sẽ trở lại với vùng Lonhans, ông Pasinik bày tỏ tin tưởng. chia sẻ với đài Sky News, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine ông Jurisak đã nói rằng chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua là yếu tố tạo động lực mạnh mẽ cho người Ukraine, đó cũng là thông điệp rõ ràng gửi đến Điện Kremlin. cụ thể ông sắc nói Tổng thống Biden đã đem đến thông điệp. Ukraine chắc chắn sẽ chiến thắng và Nga sẽ chuốt lấy thất bại. Đó cũng là nội dung gửi đến quốc tế rằng các đồng minh phương Tây sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine cho đến khi thắng lợi. Việc cố vấn lưu ý thêm, khả năng phòng không của Ukraine đã được cải thiện đáng kể từ khi mà xung đột nổ ra, lực lượng vũ trang cũng bắn hạ máy bay không người lái của Nga vô cùng thành thục. Tuy nhiên, nước này vẫn cần sự hỗ trợ từ các đối tác để được trang bị thêm tên lửa tầm xa và tiêm kích. Ông Sát cho biết, Ukraine cần sớm được bổ sung vũ khí vì nước này đang chuẩn bị tiến hành một cuộc phản công mới. Vào thời điểm chuẩn bị kỷ niệm một năm xung đột nổ ra, vị cố vấn tiếp tục cảnh báo khả năng Nga tăng cường tấn công, dù mối lo ngại về một cuộc đại chiến vẫn chưa xảy ra. Ông cũng chỉ ra, thời gian qua, Ukraine đã làm giảm năng lực quân sự của Nga. Đó có thể là lý do các đoạn đánh chưa lớn được Moscow tung ra. Ông sát nhấn mạnh, Nga có vẻ xem trọng những ngày mang tính biểu tượng, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản. Đây sẽ là một năm kiên cường của Ukraine và là chuỗi ngày thất bại của Nga. Vừa qua thì phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine, ông Ihor Zofka, cho biết các kế hoạch giải phóng bán đảo Crimea vẫn luôn được xem xét cùng lúc với những nỗ lực ngoại giao kêu gọi viện trợ quân sự. Trong buổi phỏng vấn trên kênh truyền hình RFE ở bán đảo Crimea, ông Zofka nói rằng các lãnh đạo Ukraine đang nỗ lực ngoại giao để kêu gọi viện trợ quân sự. Chúng ta có thể thấy rằng Krum không được nhắc đến trong các chương trình nghị sự quốc tế. Tuy nhiên, việc ra sức kêu gọi hỗ trợ vũ khí hiện đại có thể giúp chúng ta lấy lại bán đảo. Các kế hoạch và chiến lược dành lại Krum sẽ không được tiết lộ để tránh bị tình báo Nga phát hiện. Việc quan chức khẳng định mục tiêu giải phóng Krum chưa bao giờ bị loại khỏi các cuộc đàm phán. Trước đó, thì thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ bà Victoria Nuland tuyên bố Washington luôn xem Crimea là lãnh thổ thuộc về Ukraine, vì vậy Mỹ sẽ không phản đối nếu như mà quân đội Kiev tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga ở bán đảo này. Không còn là đồn đoán, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc ông Vương Nghị hôm 21 tháng 2 đã đến thủ đô Moscow của Nga, điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến thăm châu Âu. Tại đây, thì ông Vương đã một lần nữa khẳng định mối quan hệ giữa hai nước rất mạnh mẽ và ổn định. Trong khuôn khổ của chuyến thăm, thì ông Vương Nghị đã gặp thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev để thảo luận về sự hợp tác song phương cùng có lợi trong mọi lĩnh vực. Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nhấn mạnh, mối quan hệ Trung-Nga đã không ngừng phát triển và vững như bàn thạch, bất chấp những thách thức do tình hình quốc tế đầy biến động. Đáp lại, theo Batroune nói, quan hệ Bắc Kinh và Moscow có giá trị cố hữu và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ xu hướng nào từ bên ngoài. Vì quan chức đồng thời khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc luôn là ưu tiên hàng đầu của Nga, vì cả hai nước đều đang nỗ lực hướng tới một trật tự thế giới công bằng hơn. Nói về vấn đề này, thì ông Vương với tư cách là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Nga có trách nhiệm đảm bảo hòa bình trên hành tinh này chuyến thăm moscow của ông vương nghị diễn ra trong bối cảnh washington cảnh báo bắc kinh đang xem xét cung cấp vũ khí cho nga sử dụng trong cuộc xung đột ở ukraine phía trung quốc đã bác bỏ cáo buộc này đồng thời tố ngược lại rằng chính washington mới là bên đang thổi bùng ngọn lửa ở ukraine và theo thông tin của quân stress chủ tịch trung quốc tập cận bình đang lên kế hoạch thăm moscow trong vài tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh với tổng thống nga vladimir putin hiện nga và trung quốc chưa bình luận về thông tin này Liên quan đến tuyên bố về đề xuất hòa bình cho cuộc chiến ở Đông Âu của Bắc Kinh, CNN dẫn lời Tổng thống Zelensky cho biết ông chưa thấy bất kỳ kế hoạch hòa bình chính thức nào từ Trung Quốc. Trong một cuộc họp báo, thì ông Zelensky cho biết ông tin vào sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine. Ông Zelensky nói rằng Ukraine đang rất quan tâm đến việc các quốc gia tham gia vào việc chấm dứt cuộc chiến như thế nào. Chúng tôi mong đợi Liên Hợp Quốc ủng hộ công thức hòa bình vào ngày 23 tháng 2. Tôi nghĩ điều cần thiết là phải có một quan điểm duy nhất về xung đột ở Đông Âu. Hiện tôi chưa thấy tài liệu chính thức nào từ Trung Quốc về kế hoạch hòa bình. Trước đó, thì chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Nghị tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các nước khác để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Nhiều ý kiến cho rằng động thái của Tổng thống Zelensky cho thấy ông sẽ không ủng hộ đề xuất hòa bình của Trung Quốc. Dự kiến thì Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và nêu lên kế hoạch hòa bình chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Hôm 21 tháng 2, Bộ Ngoại giao Ba Lan thông báo chính viên quaso sẽ cử đến 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trong 2 đến 3 tuần tới, sau khi quá trình huấn luyện vận hành xe tăng cho các binh sĩ Ukraine kết thúc. Lucas Yasina, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan, nói rằng Warsaw ủng hộ gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine. Điều này có thể đạt được sự thỏa thuận giữa các nước NATO, cũng giống như là xe tăng. Chúng tôi hy vọng rằng liên minh quân sự có thể hỗ trợ người dân Ukraine nhiều hơn, tiêm kích phản lực rất hữu ích cho quân đội Kiev. Chúng tôi rất lạc quan về khả năng Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu. Vị phát ngôn viên nói thêm, Chúng tôi là thành viên của NATO, do đó chúng tôi muốn đạt được thỏa thuận thống nhất trong vấn đề này. Khi liên minh NATO tham gia cùng nhau, sức mạnh sẽ tăng lên. Trước đó, thì Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, qua chưa thể gửi đến tiêm kích F-16 cho Ukraine vì số lượng trong nước còn quá ít. Nếu gửi đến cho Ukraine, thì Ba Lan đã gặp rủi ro trong việc phòng vệ. Ba Lan đã kêu gọi Mỹ và các nước đồng minh khác cùng kết hợp trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev thưa quý vị đến đây thì toàn cảnh chiến sự đông âu cũng đã khép lại xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại